tới bữa rồi. Dùng đi. Khách trước. Em là dân võ, không khoái món này cho lắm. Đại ca bảo chơi thì chơi đi, hàng mới đấy. Sếp đã bảo cho mày chơi đấy, hôm nay cống đấy. Mời anh. Mặt phê như con chó say sữa. Diễn. Bỏ nó ra. Tụi mày thích cãi nhau à? Được, lôi xuống sân làm tiếp tao xem. Con chó này. Cái thằng này mau cũng bỏ tiền ra thuê làm vệ sĩ được à? Còn ai nữa không nhỉ? Em. Tao nhớ mày rồi. Cái thằng dí điện vào nách tao. Dừng tay. Tôi không đánh nữa. Đánh nữa hết người của ông mất. Một lũ vô dụng. Đại ca,